ngài năm nay 80 mấy tuổi, nghĩ đến mà thương cho hòa thượng và tất cả các huynh đệ anh em bây giờ phải gánh vác lo cho đại chúng ở trong ngôi nhà Tam Bảo rất đông. Và mỗi tuần thứ bảy chủ nhật hòa thử về khổng tu, mấy anh em huynh đệ phải gánh vác lo lắng cái tâm này của mình. Kính thưa cô chú anh chị, hiện tại bây giờ em đang có tại chùa Đại Tùng Lâm, thì em vào bên trong đây để em thăm mấy bà cụ anh chị. Thì đây, trước mặt màn hình anh chị đây, cái cả khung cảnh rất là đẹp luôn anh chị. Thì nói chung là mấy ngày nay thì không biết mấy cụ có khỏe hay không, thì em đến đây để em thăm mấy cụ. Thì trong cái sự việc mà không còn thầy Nhẫn Đức ở đây nữa, thì em cũng hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị mình cũng thường ghé, vì thương thầy Nhẫn Đức mà thường ghé đây để thăm mấy cụ già của thầy Nhẫn Đức chăm nom mấy ngày, mấy năm vừa qua. Thì hiện tại bây giờ thầy không còn ở đây nữa, thì không biết mấy cụ có nhớ thương thầy hay không. Thì hôm nay em đi vô trong đây nè, thì bây giờ các cụ cũng đang nghỉ trưa, thì em sẽ chờ cô các cụ nghỉ trưa xong rồi em sẽ đi thăm mấy cụ, thì em quay lên em chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Đây, trước mặt màn hình anh chị đây, một cái tượng Phật rất là đẹp luôn anh chị. Thì đây, quá trời tượng Phật. Cô nói thiệt với con á nha, cái công sức của thầy á, mặc dù thầy có làm gì đi nữa, nó cũng không có một cái phần trăm nào đối với cái công sức của thầy đã làm từ đó giờ luôn á. Dạ đúng rồi. Con nói thiệt. Ừ, cô nói thiệt với con á, là mấy người này á, họ chưa có biết cái nhân quả như thế nào luôn đó. Dạ. Chưa biết. Nhưng mà cô cũng mừng là vậy nè, là vậy. Họ vô tình họ làm cho thầy mình bị điêu đứng thiệt, nhưng mà rốt cuộc thầy khỏe hơn hồi xưa, cái đầu thầy phải lo nhiều lắm con ơi. Con hỏi một cái người mà tổ chức được cái chùa như vậy đâu phải đơn giản con. Trời, con cũng yên tâm đó. Còn cái clip của cái chị bán vé số, kể cái bữa mà thầy vô trả xe rồi thầy đi ra ngày mai sáng mai khóc hết luôn. Trời, cô không có ở trển mà cô nghe thầy đi á, cô khóc luôn ở nhà luôn đó, chứ đừng có nói. Em cô nó đi chùa thường ở trển chứ cô không có đi. Tại sao mà kênh con dám vô? Tại vì con không có dám nói bậy về chùa và về thầy. Con nói đúng về cái lẽ phải thôi, chứ con không có nói. Con không thích, như là người nào con thích thì con không làm tới, chứ con không dám nói xấu người ta. Đúng, mình chỉ nói về thầy là đừng có nên nói những cái lời không có vu cống thôi. Đúng rồi. Chứ mình không có nói gì hết đó. Đó, con hiểu không? Nè, cái người ta chưa, mà thường thường cô nói thiệt, cái Phật đó nói rồi mà, cái câu mà thường dân gian mình nói mà, người gai hay mắc nạn đó con. Dạ. Nhưng mà một cái nạn của người ta đó là nó sẽ qua, rồi nó sẽ tới những cái phước báo người ta hưởng thôi. Dạ, còn những cái người mà tạo nghiệp á, con thấy đi hết cái phước rồi họ tạo ra không có được đâu, cái nghiệp ập tới chừng đó khóc cha khóc mẹ cũng không được gì hết trơn á. Nói chung là bây giờ bao nhiêu người thương thầy mà tại sao có nhiều người lên cứ công kích thầy, con không hiểu luôn. Cứ không công hiểu kích gì. Nói xấu biết thầy. Cái đó là gì? Cái đó là họ thuê. Những người mà họ ghét thầy mà thuê. Dạ, bởi vậy vì sao con ít khi nào con để số điện thoại của con lên trên kênh con lắm. Nhưng mà con quay thầy á, mấy ngày nay con đăng cái số điện thoại của con lên để cho Phật tử của thầy á, thấy được điện cho con để nói lên cái lời công bằng để con đăng tải lên. Đúng, dạ. Con làm vậy rất đúng. Để cho, cứ có khi người ta muốn nói mà người ta không có nói được. Con hiểu không? Dạ. Người ta muốn nói để mà vấn đề của thầy minh quang rồi cho thầy. Dạ. Là bao nhiêu người hỏi nè, nếu mà thầy làm những cái điều đó, thầy không có yên với pháp lực, thầy không có yên đâu. Đúng đừng rồi. Có nói. Dạ. Mà họ nói nhưng mà họ không có cái suy nghĩ. Bây giờ họ... con chỉ nói một câu, nếu mà thầy sống tại thì giờ hiện tại bây giờ mấy bà cụ mà thầy chăm lo đó, thầy không có ở đó sao mấy bà cụ bỏ đi hết? Mấy bà cụ về hết, khi mà mấy bà cụ đó hôm nay con, cái bà cụ đang đón xe thì con gặp ở ngay cổng chùa luôn, thì con xuống con điện thoại xe đồ cho bà cụ đó. À dạ đó. Những người mà mấy cụ mà người ta còn gia đình là người ta về hết đó, con người ta buồn á,
còn á, còn ở lại là những người ta cũng tội nghiệp lắm, vì Dạ người ta đúng không có gia rồi, đình, dạ. ta neo đơn, tội nghiệp lắm mà người ta nhớ thầy lắm. Nè, cô nói cái này thiệt luôn á, là cái vấn đề mà ăn uống cũng không bằng thầy ở đó nữa. Đúng, thì hồi cái cô mà chia sẻ hồi trưa con đón xe cho cô về đó Bình Phước đó, là cô nói là khi nào cô ước nguyện của cô thầy về là cô sẽ quay về đó. Cái cô mà ngồi lội non lá ngồi dưới Đúng đất phải không? đúng rồi Lội đúng non rồi, lá cô cô tâm. đón xe Cô đó. có coi mà, dạ cô có coi cổ nói dạ mà. Đó. Bây giờ nhiều người á, từ từ người ta bỏ về hết rồi con ơi, nói thiệt còn luôn. cái những người mà điện lên vô con mà nói về xấu thầy là con không bao giờ con đăng, mà con phải phiên họ, con phiên họ phải nên Đúng, suy nghĩ đúng. lại. Đúng, đúng. Nói cái gì á, là tại vì cái miệng mình nói ra mình không có lấy lại được cái gì á con. Dạ Mà mình tạo luôn cái nghiệp chướng, mà cái nghiệp đó đó, mình không phải hưởng một mình đâu, mình không mới chịu một mình đâu. đúng rồi, Mà nó lây tới người thân mình, tại vì á, mình đau khổ người thân mình chịu đâu có nổi. Con hiểu không? dạ, Nó lây lan ra như vậy đó. Nên ngày mai thì nè cô nói thiệt á, lúc mà lúc con cô chưa có biết những cái số điện thoại này, cô tìm hiểu, cô lớn tuổi rồi, cô 65 tuổi rồi đâu ít đâu, nhưng mà cô không có biết rành về bên tiền thông này. Xong cô thấy số điện thoại ai là cô điện, cái lúc mà thầy bị vô thời hạn mà cô có lên cô, mà thầy còn tạo điều kiện cho Phật tử tu, thầy sợ Phật tử không có thầy rồi dạ. bỏ tu rồi cuộc đời nó đi về đâu không biết được cái hướng định. Dạ. Nói tội nghiệp nên thầy cũng phải gán mở những cái lớp cộng tu trên mạng. Thấy tội nghiệp thầy không? Cô coi á, nói thiệt có từ hôm mà thầy mở cái Zoom cô coi mà cô thương nè, nói thiệt con nha, cái người hiền cái cười cũng hiền nữa nha Dạ con, đúng rồi, cái đúng. cười của thầy cũng hiền nữa, Dạ. Dạ mà cái cười của thầy á cô cũng hiền nữa, nói con thiệt. cô ơi, Bây giờ cái chùa sao Gác không? Ngàn đó là nằm ở đâu cô? Con định là con sẽ ra đó một chuyến, con để con tìm hiểu về cái nhà trước đó thầy những đức ở ngoài đó đó, để cho người ta nói lên Ông đủ cái tiếng công bằng đó cô. đúng ở Đức Trọng, Rồi con sẽ ra thầy đó con đi con. con gọi là con gọi là lên tỉnh Thất Quan Âm Đức Trọng của thầy Giác Ngàn là người ta chỉ con đường Dạ rồi con mà. sẽ đi ra ngoài tới đó, tại con làm á thì con phải đi, nếu mà con muốn để cho mọi người hiểu rõ về thầy Nhuận Đức á thì con phải đi ra tới ngoài đó, con bỏ công Đúng, ra con đi, con không mình phải ngồi. tìm dạ từ cái đội nguồn, mình phải dạ tìm từ dạ cái gốc đó con, dạ cái gốc, bởi vì cái gốc á người ta không có gì là ta không có gì, dạ nói thiệt với con luôn á. Nhưng cô xin lỗi con nha, bây giờ con có thể nào cho con cô gửi lời thầy Giác Ngàn được, cô biết dạ thầy Giác Ngàn mà. dạ thì cứ cô cứ gỡ lời lên con đăng lên là chắc thầy nghe được. Cô Dạ gửi lời thầy Giác Ngàn ơi, thầy là thầy của thầy Nhân Đức phải không? Mà từ lâu rồi tôi coi rất là nhiều clip của thầy, mà khi mà tôi thấy thầy Nhân Đức đi về thăm chùa tôi chảy nước mắt luôn á, mà sao thầy không động lòng. Thầy tu ở dưới đây xong mà thầy dành thời gian về, thầy có cái clip về thăm chùa mà nói chuyện với thầy Giác Ngàn luôn, nhưng mà sao thầy không thương đệ tử của thầy. Tôi nhìn thấu được lòng thầy luôn đó thầy Giác Ngàn. Tôi xin lỗi thầy đó, nhưng mà tôi sẽ nói những gì tôi nhận xét được. Tôi xin lỗi thầy đó. Khi mà thầy Nhận Đức á, mà có phạm cái lỗi gì mà thầy lên cái đít đất đai gì, đúng là một người thầy kêu Phật tử về đóng cửa dạy nhau mới là đúng là một người thầy. Thầy đem lên cái clip tôi coi, 5 tháng trước tôi đã coi, thầy đem lên cái clip giảng cho Phật tử ở trên chùa Tịnh Thất Quan Âm nghe. Mà trong cái clip đó thầy không có giảng một cái gì, thầy toàn là đem chuyện thầy Nhận Đức ra để nói của học trò của mình mà. Nhưng tôi nói cho thầy Giác Ngàn nghe nè, những Phật tử của thầy sáng suốt đi, đệ tử ruột của mình mà thầy còn nói như vậy, còn mình là cái gì? Tại vì mình cúng dường nhiều quá nên thầy mới tôn trọng ha. Bữa đó thầy nói thầy Nhận Đức không còn một cái gì, sau này thầy Nhận Đức bị cấm thuyết giảng, mình đúng là một người thầy thì mình cũng phải lên tiếng một chút xíu cho mình mới đúng là một người thầy của chân chính. Nhưng mình làm thầy mình ít ra mình cũng phải lên một cái tiếng nói. Nhưng ngược lại thầy Giác Ngàn không lên tiếng nói như vậy, mà thầy còn moi cha mẹ của thầy Nhận Đức ra
cha mẹ thầy Nhân Đức không biết dạy thầy Nhân Đức, nhưng thầy nhắc ngàn ơi, nghĩa tử là nghĩa phận, người ta đã chết rồi thầy còn moi lên đây nói làm gì. Mà thầy Nhân Đức không nói một tiếng, không nói một tiếng, chỉ âm thầm buồn trong lòng thôi, không nói một tiếng gì đó, cũng dù sao cũng là thầy của mình, đã từng cứu mang mình, từng dạy mình, nên thầy Nhân Đức chịu đấm ăn soi mà nhịn nhục. Cô khóc nghe nè, thầy Giác Ngàn nói á là không dạy có 7 tuổi đó mồ côi rồi, rồi không được ăn học nhiều là đi lo kiếm miếng ăn để ăn, làm sao mà hiểu được cái chuyện đời này nó xảy ra nhiều cái việc như vậy. Nhưng mà sau đó thầy đã đi tu, thầy lăn lộn cuộc đời tới hăm mấy tuổi thầy đi lên đó thầy đi tu, thì thầy nhờ sự dạy dỗ của thầy Giác Ngàn. Yeah. Ngược lại bây giờ thầy Giác Ngàn lại nói á, là cha mẹ không dạy. Ủa, cô nói nè, xã hội ta mở trường học để làm gì? Cha mẹ ở nhà không dạy được con, đưa vô trường học chờ thầy cô dạy, đúng không? Yeah. Thầy cô dạy nên hư gì, cũng một phần là nhà trường và cha mẹ thì kết hợp để dạy dỗ một con người. Nhưng mà buồn cho thầy Nhân Đức là cha mẹ thầy mất sớm, thầy mồ côi rồi, thầy còn có một phía là một mình thầy Giác Ngàn thôi. Nhưng mà cô thấy từ ngày cô để ý, mà thật tình là cô để ý là từ ngày mà thầy Nhân Đức một cái đó là học trò của tôi, đúng không? Chưa bao giờ thầy Giác Ngàn nói như vậy. Thầy Giác Ngàn có đáng làm một người thầy không? Có đáng làm một người thầy, hay là đáng làm một một vị đại đức để mà dạy, mà thuyết giảng cho mọi người nghe hay không? Hả? Ủa, cô nên cô nhớ nè, thầy Giác Ngàn cũng có bị kỷ luật nó nha nha. Dạ. Cũng có bị kỷ luật, chứ không phải là không bị đâu, bị kỷ luật mấy năm luôn. À. Mà mấy năm đó thầy không có mà chấp hành mà nghiêm chỉnh, nên thầy bị lại một lần thứ hai nữa. Yeah. Hai lần, con tìm hiểu đi. Yeah. Chứ không phải là thầy không có bị đâu. Ủa, bánh xe trước thầy đã đi thì thầy phải thông cảm cho đệ tử của mình, mà đệ tử của mình là một người làm được chuyện chứ... đó như chùa Tịnh Thất Quan Âm không, cô cho đông gì đó là cũng đi theo mà tu mà thuyết giảng thôi, chứ chứ đâu có mà tổ chức được những cái pháp hội như vậy đâu. Yeah. Đó, cô nói nè, thầy ơi, thầy Giác Ngàn cho tôi không phải là người tu, tôi không tu ở chùa nào, nhưng mà tôi tu con người của tôi thấy sự thật sao tôi nói vậy, tôi không có nói thêm nói bớt, hay là tôi không có trù dập ai hết trơn á, nên cuộc đời của tôi về già tôi thanh thản lắm. Nói thẳng luôn, tôi rất là thanh thản, tại vì tôi không hại ai. Tôi đi giữa con đường, tôi vẫn ngẩng cao đầu lên. Tôi thấy người nào khổ, thì tôi giúp được cái gì thì tôi giúp cho họ. Họ có làm lỗi, tôi cũng nói thôi ráng đi vượt qua. À, chứ tôi không có trù dập, hay là tôi không muốn khơi lại những cái lỗi lầm của người ta. Đó, mình phải tạo điều kiện cho người ta vui. Người ta có sự thương yêu đùm bọc của mình, tự nhiên họ quay đầu. Chứ đừng có nói mà chỉ trích người ta ra, người ta quay đầu không có đâu. Mình sẽ lấy sự thương yêu. Yeah. Người ta sẽ tự động quay đầu. Phải không con? Yeah. Nó nói ta thương mình quá, mình không có nở lòng nào mà làm như vậy. Đúng không? Yeah. Đó là chuyển biến một cái con người từ xấu thành tốt là bằng sự thương yêu. Dạ. Cũng rất nhiều luôn. Cô còn nhiều lắm. Cô còn nói thiệt nè. Cô còn một người cô cũng nói nữa. Nhưng mà nhiều lúc cái kênh của cô, con cô nói cô sợ con bị ảnh hưởng hơn, nên cô nói một cái con người xuất hiện như thầy Nhân Đức đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người. Yeah. Đem lại sự bình an. Yeah. Cho mọi người hết, cũng ăn làm ăn rồi đi tu, không ai muốn ganh đua là này nọ, là mưa thuận gió hòa. Còn một người xuất hiện Phật lại khóc, mưa gió đầm tả tiêu tan hết, đó là gì? Đó là Phật lòng trời. Nhưng mà có một số YouTube nói là sự thương yêu không có, Phật khóc là Phật nói tụi con ơi khổ rồi, có một người xuống đây để quấy rối tụi con rồi, quấy rối cái thanh bành cái Phật giáo của mình đã thà đã Phật đã gầy dựng bao nhiêu năm. Thà Phật khóc là không
như vậy đó. Mọi người nói trời ơi người này xuất hiện thật thương mà tâm không có. Phải sáng ra nè, một cái người mà tới nhà của con mà có gia đình của con vui vẻ bình an là cái người đó